Thiều Bảo Trâm là một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Bên cạnh ồn ào với chuyện tình cảm đời tư, tài năng âm nhạc của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Đặc biệt là trong lần trở lại mới đây với ca khúc phía sau anh có ai kìa. Gần 2 ngày ra mắt MV ca khúc sau lưng anh có ai kìa đã chính thức đạt vị trí top một trang đinh yêu thích Việt Nam. Có thể thấy, sự trở lại của Thiều Bảo Trâm sau những ồn ào về tình cảm nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Sau lưng anh có ai kìa là một ca khúc pop ba lát mang màu sắc đượm buồn, kể về những tâm trạng phức tạp của người con gái khi hồi tưởng những kỷ niệm đẹp với người yêu. Lời bài hát gia diết miêu tả cảm xúc của một phụ nữ phải chia tay khi còn rất yêu để nhìn bạn trai có hạnh phúc mới. MV ca khúc sau lưng anh có ai kìa cũng được đầu tư về cốt truyện và diễn xuất. Đây là sự lột xác của Thiều Bảo Trâm khi dám nhập vai vào một nhân vật nặng ký với nhiều cảm xúc tâm lý lẫn lộn. Đặc biệt trong lần trở lại này, Thiều Bảo Trâm cũng lần đầu có cảnh hôn với nam diễn viên Marando, chứng kiến sự cống hiến cùng nỗ lực của nữ ca sĩ người hâm mộ vô cùng trân trọng và yêu quý. Được biết, sau lưng anh có ai kìa, cũng là ca khúc mở đường cho mini album đầu tay của Thiều Bảo Trâm. Sản phẩm âm nhạc này sẽ được phát hành vào khoảng tháng 5 năm nay. Phía ekip nữ ca sĩ bật mí, mini album mới sẽ mang đến một Thiều Bảo Trâm trưởng thành và sâu lắng hơn trong nghệ thuật. Hiện tại, người hâm mộ vô cùng vui mừng trước những chiến tích đầu tiên của sau lưng anh có ai kìa. Bên cạnh đó, khán giả cũng mong chờ.